Rét đậm, rét hại những ngày này ở nhiều khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ đang khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trái ngược với sự hào hứng của du khách đổ về các địa điểm du lịch để ngắm tuyết rơi, băng giá, người dân miền núi đang phải chống chọi với thời tiết rét buốt. Cuộc sống bà con vốn trông chờ vào ruộng nương, gia súc này có nguy cơ trắng tay vì giá rét. Nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học. Những thiệt hại về gia súc và hoa màu bắt đầu xuất hiện. Để xua giá lạnh, những bếp lửa được nhóm khắp các thôn bản. Cuộc sống người dân vùng cao khó nhọc hơn. Mong muốn lớn nhất của bà con lúc này là giá rét sẽ mau qua, những bản làng yên bình và cuộc sống lao động sản xuất sẽ sớm hiện lên sau lớp băng giá. Trong những ngày giá rét, không chỉ lo cho cái lạnh của mình, những tấm lòng của người dân Hà Nội cũng đang hướng tới các địa phương miền núi phía Bắc, nơi cái rét còn đậm và hại hơn, nơi những manh áo ấm, bữa cơm no chấm rét thật sự rất hiếm hoi.